kim văn nạ áp bà này cân áp bà sọc xôn này cùng miền bà sạc xâm nè xâm nà bà kạp sắp xài nụ sang vật chả lực tì xám sắp nâng trong bên đi xông rung chơi ខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូធម្មភិរៈកតិវង្សបណ្ឌិតពៅថេងព្រះអនុគុណស្រុកសុនិគមជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះលេខាគុណខេត្តជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងសោតឆ្នាំព្រះគណៈអធិបតីព្រះធេរានុធេរៈព្រះចៅអធិការព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកស្រីងឿនមុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសូនិគមលោកអធិការនគរបាលស្រុក កំពុងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការលោកស្រីមេឃុំគណៈកម្មការអាចារ្យព្រមទាំងលោកតាលោកយាយអំមានមីងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគណៈអភិបាលស្រុក មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានបេតិកសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអនុសង្ឃវចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី 30 ដែលបានរៀបចំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំមុននេះបានស្ដាប់នៅសង្ឃដីការក៏ដូចជាបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ចូលរួមរបស់លោកអធិការនគរបាលស្រុកខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមចូលរួមនៅយោបល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ នេះពេលនេះដោយតទៅជារួមខ្លឹមសារមហាសន្និបាតនេះបើតាមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគិតមិនខុសពីការថាគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ការដាក់ចេញនៅការអនុវត្តភារកិច្ចដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំប្រៀបទៅនឹងសក្តីសម្រេចរបស់ ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍និងផែនការការងារជាច្រើនបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកបាទជាទូទៅដូចខ្ញុំកាលណាខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនៅថ្នាក់ជាតិយើងតែងតែរៀបចំនៅការថាសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការអនុវត្តបន្តដូចគ្នាដែរនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាពិសេសនៅថ្នាក់ខេត្តយើងតែងតែរៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការប្រជុំបូកសរុបគេថាធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនិងដាក់ទិសដៅអនុវត្តបន្តនេះបើខ្ញុំកាលណាបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារនិងបានអាន នៅខ្លឹមសារប្រកាសបាទសង្ឃប្រកាសនេះឱកាសនេះអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធនឹង
Cũng là phép ca bản đọc bản đà mình trái xong chỉ ca bất hơi xong để ca bà ông bà lê khá con bánh mạnh nếp ông bàn miên xong những ca cho bác thà bà bất hợp sạc sạc rồi bà dưỡng bà chờ bọn nếp cứ miên ca đi chùm ràng thôi thì bất tài miên ca đi chùm ràng cả bất mến cả bản tế nơi miên cầm rất là lời bà trang chùm nói nếp nhóm cả cản nạc nhóm xóm cho ruộng chia mặt tệ cho bò thà dường cụ ta miên ca khách khám răng bày sắc xa riêng sốt xoay dùl ôi bàn cho ra bàn thèm tiết mà chia bị xa xâm rạp nơi cực thân nạ mà nơi bà sáng đình cung tam bàn đà Aram mà xong bằng to ca sắc xa riêng sốt mà dốc ở OP cầm lăng cái chất nâng sẵn mặt đập hiếp dốc chất tức đã mà bố bảo ông đối xong đại ca bảo bệnh lệ khá quân thảo cứ ban lép băng nơi ở vây thằng ơ đầm bấy một công riêng sốt đầm bấy chia một lúc xâm rạp phút đập bò rửa sát mà phở bằng tiến mà nơi tìa ràm chẳng chỉ phết môi đài là ở đông ở đóm thay thà chẳng tế từ khách khâm thôi dạng ná ôi vì say sát na bỏ dương nâng càng tè đi chẳng ra chẳng cả tôi miên sầm mặt tập hiệp bênh linh mặt tập hiệp là ô giờ buổi tiết bẹp con năng bạn nhà mua chấm nuối bạn nhà tấm nọ bạn nhà atico nia nia na tam bản đá ram trong cả nát trong cơ bản chọn cắt nơi cả đặc sai cả sầm rộp sầm rùn cái càng như này khắc khắc cả bị trong cả nát trong nơi khai bắt đập bong dương miên dương miên tam ram khla đầu viên prasang chỉ môi nâng cana kamaka cha miên tầm nọ khla cứ đam tranh phí ca mình yul khnia ca mình thưa kịch ca chỉ môi khnia bàn đầu viên bậc cu sốt nam chơi nhảy nước bể khla ắt trơ khnia tê chỉ môi cana kamaka cha có ắt trơ khnia đài chẳng thưa ơi bị miễn bảy hà nước nóng tiề ram chẳng bận toa pi ca đã tranh nơi sông bạc ca như thế này nấy để dựng bàn nâng cầm phong thưa sắp sai như thế này nấy nhóm bạc ca nạc nhóm sừng khâm tha bậc cháu atika bậc thầy ra nè thầy ra cấp bậc ông cả nã cam ca cha nâng thưa giang ná bận toa cả tha ơi đầm nà ca bị say sát sanh bỏ dưỡng bàn là ở bờ xa mà cá cướp cướp nà tam tiề ram bỏ dưỡng bàn là ở bờ xa và ní bảy hà tụm nó hơi cái atico đại miến nực nóng tiề ram hay chấm cá nạc chấm co xong ai gặp hiệp đá bẹp con nâng ca sang bậc cá đại cầm nát ở miến ai miên nhóm cả nam sao chơi phía xa ní ai miên bia opichia tại môi bà ông chấm nói ní nhóm cả nam nhóm kết tha chia chấm nói môi đà lõ hay để dướng năng ai cướp cung bàn nhóm cả nam nhóm cha bà rầm lơ ca bẩm bu nến mà thay vì pro bây giờ mình bằng răng ca nghe như thế nên thưa ơi bắt bỏ đó sát na rồi bây giờ mà tam sang đại ca bỏ bằng pre đại ca còn đấy thà về khá nơi mùn than bỏ ni mùi mùi chấm nuôn nó cứ miền ông miền mình bằng ôn khá cồn và rất nơi ẩm phơi bài một và rất nơi cường nhiên mình vô tận á vô máu bầm bù anh nói về chia
bánh hà mối đất nhóm cả nạc nhóm ta mình cua ở miền mà bà sân chia dương đăng rương nâng thà về chẳng mến cua tài dô cốt tư đạn nó mình đớ chia ba bánh hà cực nhìn sân vì phút nơi khai xìm riêng dưỡng dương miền nơi khang cầm lăng khang sân hò cá nơi khang bay ấm nâng kì miền mình đớ bằng sáp cực nhìn này mình cua ai mà bà lục bốc bạc chỉ mỗi nâng sát sát thì vì thôi ai bác bó con thô đó sát sát bỏ rộn mà nên bảnh hà bần tay trong cả nà xong thà bà sân chi bảnh hà này cát miền làng cát miền làng cứ dương trâu tay thôi dạng ná dương vô cốt tư hay bắt nó cà nà ca chậm náy xâm rạp ca bần sạp này cứ trâu ca chậm náy thông á chia sẻ nông bộ khi mà các nhóm ca bằng cáp với chị rừng mùi ẩm bánh mánh lúc ảnh thị cá tham bảo sân chỉ mình bánh hát xong ôi tầm nẹ thầm nông đánh mình bắt đầu chỉ lấy chủ sạp tầm nẹ thầm nông dù bác nhóm các nhóm thà muốn nâng đo ca bằng cáp cú tại miền ca sắp sai dương thằng ọc nế trâu chô ruông thằng ọc nế mình ai cái trang nghiên này mình ai tại sao mặt đặc cách rước cả nhà thó thứ ban thì trở tại miền ca châu rùm chia bị xe pi bom ôn bị chia bờ đất chia bà mà sắp thôi chẳng mấy dương tốc cắt dương trở ấp rùm con cháu ở châu sả lá sắc xa liên sốt chia viên hay ở bắc mặt đáy nó cứ một khăn à lục ta lục dây là chia đôn chia ta bọn phụ ôn chia bà rớt đây chia bốc mà đáy bọc mình chia rước sống khăn mà trừ mưu thay con tam đàn sẽ khám mà phía bà bọc con đồng bấy thôi chẳng ná ai cốt màn riêng sốt chia bà xe ai cốt chô xà là riêng sốt vì bà rớt lời ní cả ông cá đất nguồm rớt bọc xâm đáy nhà kẹo mà hà xà nạp đây để chô bà chế bón cơ nà sốc xôn đi công dương vì chia lấy dương miên là hốt đo bà mũi cả lại cho nên mà kết tới trong cực khốm, ở tại buôn khốm vì chia lại dân miếng buôn vì chia lại sở lá, anh úp chia lại và thăm sắc xa dân miếng cực lại chẳng ơ nì hai cứ chia cả lại đến khmui khmui xa xa nó xa, con xa xa nó xa ai tới sắc xa điên sốt bản mà dân bình đốc bình đoàn mà nó vinh ở rừng bằng crap, lực lên tại dân tới lấy rối ấy bán đoàn cả ở đây bằng crap nhưng dân bình đốc bình đoàn con chào ở điên sốt hay khi ông cả nhà khi ông cả sông sông nông po từ Prehano Kun cả đôi chia bị cháo Atika và thề ra nó thề ra cướp bỏ ăn đại thà vì say sát sanh có chỗ rùm sầm nay giang sầm khăn nó không kịch ca nghe đi đại cứ không bị thi bon cam bị thi chụp chôm nơi tia ram cái sông bỏ ăn người ta chui sắp sai ông pi bánh hà ni ở ban ở ban tràn và thay thiết nó chỉ riêng sầm khăn riêng ấp rum sắp sai ấp rum riêng sầm khăn chiêng cà để dưng về thắt lôi chiên ta đào cà prapra cà chay chay kinh nghiệm nên để nhầm cà nạc nhầm chà bà rắm hay lúc Atika có nhầm sông đạp phan ca chun tư cầm sầm mắt đặc cách Atika là mấy thưa cà sắp sai tam bà đà bắt được nhầm cà nạc cả nhà khi ông khơi nhau trong bài cá miên cá sắp sai mình càng sẽ mặt cái ắt phơi thì cứ phơi sân ta nâng riêng rồi sập đà nó tam bản đá mù than sắp sai ập rum bản đá dương nó tại miền bành hà khi ông cả nhà khi ông có bàn cắt sầm quan thay nick khi ông cả nhà khi ông bàn cho từ bản đá không mua chấm nuôn tam chia lai mua chấm nuôn nơi bị chia lái đám đại nít trong cả nhà nhóm miền trà bà rầm chấm nói khá mà các bài sả lá nước sông lục Atika bị nứt mờ bố nhóm cả nhà nhóm tất cả áp lại đồng bay đồng đoạt tất tranh bị chia lái và để cho con ông miền mình bảo ông thằng ở thà nơi sâu thì không dơ nít vì miền bành hà tất lịch nơi mình ti pet bằng ấy cả lịch bị chia lái cả lịch cả lãnh poli lục Atika cả lãnh bay ấm rôm tiếng nơi sala sọc
có tức lịch đại liền mầm đóng đóng dân ắt miên bà hồi chênh tì ắt miên cái lại hồi chênh vua bà lại dân cô kẻ lưu dân mùi chùm nuôn vì nơi tôi mà múc tôi tức chán hô ạ toàn chẳng hãy tùm rớ ai rạc tạ bà sọc nít vừa ca sát đà làng vinh chẳng phê lạc nhóm ca nạc nhóm cho tùm mơ ca nghe sát đà bà lại à cái lại chết chứ rông sát là nâng nhóm ca nạc nhóm chạp bà rõm sát chùm tuông ắt khinh cho sát là tư phê nát thật khởi nhóm ca nạc nhóm thật chiêng tới cho tùm mơ khinh cót nông như chơi tạ smartphone mà nâng nhạc quát lên game rồi có quát phở ấy nó bắt đông như nào chẳng xong chuyện đọc cá này xong lô cả thịt cá mà bị nứt mơ thì chẳng làng vệnh nếu có lấy chi tràn tiết mà nhóm còn nhóm tựa cài ở đây nơi cởi nơi viên sẽ cài bởi lại đôi khi nế khơi sắc xa nó sắc tiếng sẽ tưởng bảo chi mà tôi tất cả cởi nơi nơi miền bắt đông khi nế bằng đằng thật quật phơi khác nhưng ở toàn đằng ở nâng cơ xong xong ơi lục ta lục dê ông miền mi này chuyện nạp chế bà nó cứ dốc chất tập đạn bắt tam đàn ca sạc sạc bọc côn mình tên mà tầm mình chân thế cốt kích xả lá cốt ớt châu xả lá của miền này mà chân trời thơ ca tầm nẹ thầm nông cho môi nâng nì dụ xả lá lục cừu nẹ cừu cừu cầm rất sạc sạc thằng ốc mình tha tập vật chia lấy gì à nụ vật chia lấy còn chân đại trời mưu thay bấy bạch ở khmê nhảy ba lò đầm bấy thôi rằng ná dân ôi quật bàn sắc xa bàn trầm trầu buộc mình khá nông vây khá nông cầm rất nơi ảnh ụp chia lây và chia lây nó cứ vì chỉ vây mỗi đài plate plate á đài quật cái hà tha chong che chong đứng ôi tầm miên ấy plate che chong xa bàn chẳng xa ta xa bà hà ta xa bà cứ đương nhiên cứ chế bà nhà hà và chẳng chông cả nạc nhóm thầy ní bất chỉ miên một tầm nạp hiệp khăn mình tên đã bán một chỗ rùm cho môi năng prang prang nó cơn bà prang cái nạn thập đây bị cha thì ca bị thề ra nó thề ra cướp ông cái nick chấm bất chiêm minh một tận nạp tiếp chấm cái nạn chấm bàn mà bẩm bình phiền cái này nông sọc sôi cục ní bàn pi khai chiêng hơi cái đợt ngày ní chẳng chấm cái nạn chấm năng khát khao prang prang chỉ muốn là mình trai thằng anh nên khát khao thôi rằng ná bắt đầu nơi xây và chun bom ôn phải chia bờ rót thằng oh oi ban can tay là oh bờ sao bạn ấy lớn ní ní ra tháp bị ban lục ban tê nơi cái hạt thật tu này ti sứt ẩm nai chỉ chân mọc ra tháp ba khum sừng cát đã bò dướng mọc ra tháp ba cong sóc khăn chẳng phía được cách mua chậm nuốn cứ ban tê tê tiếng tu nịt tì sứt ẩm nát tê tiếng thôn thiên mà thạ bị cả mà thôn thiên nó dường miền chỉ thạ bị cá thôn thiên mà nụ mà shop chỉ mua nâng ca bằng đó còn đa chun đo mình trầy được cá cầm lăng có đa bảo vật nhưng chứng khơi tha crom đầm bồ san để phía ní phải chia bờ rót đầm bao dương ban rú đòi sóc sàn dương ắt luôn crap dương ắt miền sừng kềm ấy đôi dương chín năm muốn chín năm mà toàn bộ rồi chặt sập bộ môn tiền tệ chẳng ok ní chia ok mi pích đã nặng đặc non bao dương lục bàn to su khát khao prang prai như rock sun thì phết đã làm ba chia ok hai chia bị say dụ chân dương ní chia ok môi đó là o nằm bay dụ chân dương là bàn to mà bàn to càng như ní ở bàn tí mũi cứ dương từ thay ra sao sẵn để phía bài bán tí bí dương từ châu rùm nóng cá áp bí vật sẵn công chia được bỏ dương áp bí vật phung không sọc bỏ dương ở căn tờ đi chùm ràn hai con bà cha lúc ta lúc dây lúc rơi bàn phải dây bàn chìa bói thà dương nóng đậm nạ ca đo lầm bá ni môn ni mà tăng bình trong trang bí bọn đập bẩm buôn là hốt mà đo bí bọn mà phải bí ní dương Campuchia vì tu tiên vì phổ lộ cái dường rong nơi bị bắt dường ban chuốc tới bị bắt chủng ngư covid đập bầm buồn nhưng bất chi làm bà mẹ này dường miền bành hà bị phổ lộ sơn kềm bà nơi Ukraine Russia bà nước vì thưa ao sẽ được cách
hay bảy hà bị phục lục này vì ở chế chọc ở chế hơi chẳng bị phơi ở bắc bờ đại dương này bị chia bờ đại dương chia bị xét nước non khai xiêm biếp này dương rồng cướp thôn chừng kỳ bị pro dương phía trán dương ai từ lâu bị say test cho chẳng tới dương bắt dương hoa hà từng ở phần tây bảy chục bản ní cõi bị ba đồng nà ca bị tiết chiết lạng vĩnh khơi thà nhiều test cho chập đàm châu chia đàm đào là hôn mà đào màu ní cứ thà khăn ông mùi thứ ngay chương hoa hà rồi bỏ dưỡng bàn phải chỉ đọc prâm tới chất mà phải chương này dân hoa này bàn hay nhiều chi mà chúng bì bọn prâm rối chất tới bây bọn nè khăn ông mùi thứ ngay chẳng khơi thà dân chấp đàm lăng vô nhỉ chấp đàm tầm ná ca sẽ đi cách chết lăng vinh mà dân trôm mà xa dân trôm thằng ốc này anh biết chia bánh hà sạc cò chẳng là dân chấp đàm rơm lăng vô nhỉ bọn ôn đại bậc cao bậc bò bị say tiết chói chấp đam tổn nạc ca lang vĩnh sơn tha kia mua chấm nướng che sầm nã à hà than ra so rằng ai mua chấm nướng nó chấp đam tổn nạc ca lang vĩnh mà chẳng tổn nạc ca lang vĩnh bọn ôn cãi sỉ co chương đang có chuyện nợ phần lớn có tổn nạc ca lang vĩnh được nhiều ca đam đo ca chân chấm sắt mà phần lớn nhưng ai đọc ra bằng hai chị phép bán chìa bà đào mà thầy dương có chìa ở các lo mũi đây khai xìm riêng dương đi xâm đách ở kẹo mà hà sản nào vào đấy nông ở các đại cầm phung tu Covid nắng xâm đách bán xâm đách tình lẽ kinh chấp thay vật ca bà mán mùi rơi hà sắp liên đồ lá xa rõ bà rích đồng bấy có sang hê thai chân à xâm phán plư xam sắp bà mấy xa nơi nông krong xìm riêng trong dây thai lục ta lục dưới bê lọc ca nắng nhiều ạc miến về đẹp như ăn miếng nướng ốc cá lục cái tới lục chalat lục chili với đã phải chấp tham cái chiết đường máu thôi phơi cả lấy khá phơi an toàn bạc bàn thế bây giờ chỉ cần lục ta là gì an toàn bạc bàn này bây giờ cá nó cứ bạc bàn thế anh ba một chấm nón phơi một chấm nón đành cả lá máu đây mình ai bạc bán chẳng dễ tham phải chia rất có to và có ăn ơi cắt phơi lời nói dương thơ bản pleo sam sập bầm bay sai cứ bàn rồi giờ rồi chẳng sống hay bàn đã ai tầm nào ca chỉ pleo cá đôi chuyện nơi khai mê sai cho năm pìpon mà pay pi cái lò mà đi cái lò mà tháp ở đây phía sầm đài thấy giúp bàn sa sưng xiêm riệp dương mà thay em tiền mà rồi hai sập liền là nó pleo quạt quay pleo cửa sú sát nước nông cồng bò dương sát chờ anh cái lại hay thôm đã pleo bầm plứ chẳng cướp cái lại bạn hãy pleu nó cứ cầm rắt pleu mũi để tăng đà bỏ tay nam máu cả quạt xoay xa tha dương áp hì vọt bàn lườn tăng dương cả sạch pleu bập lứ cướp cả lại ấy lần này dương cả miền mô tận áp hiệp mũi đá dương bàn prai khai dương bàn khang cầm rong chai cá bỏ chập bốn bỏ tay chập bốn bàn quan tro cầm lơ rơ cầm rong cái tha smart city thì không chắc lạc vậy mà chẳng bằng bẹn ổ bà co tầm nơi miền camera cực lưu đang xam xa bằng bây xe nâng nâng miền bà bọn cái hà tha digital camera tam cực lưu tầm ơ chẳng màu này tốt bây miền bánh hà ấy tầm nàn tích có kết đăng này bố camera nâng nơi stong đá kì bà cắt stong đá mũi kì mơ khơi cực cho họ nên ai sở vâng bác bọc tam lưu chùm nói chung là mơ chả ra cho ấy nâng ắt rốt rồi thì không còn xem biết rốt ở rồi thì chẳng rốt tới nát rốt trên ở rồi đã và qua à nâng về ở lớp ơi cướp về mà chấp mốc mà nuốt có ba này chỉ không lán thôi lấy lán là mơ có rốt rồi đã một con là mơ nâng cả mốc cứ cho bạch ba mà buộc camera rất là phê camera thôm hay đành lò chẳng cái thế chiết riêng đi chấm ran sao ba mà lời này chấm chấp đam cái hạt cẩm nan khăng mà thấy dương mô tà nạ phía mùi chết lần này dương miên bà liên dân hoa thầm ấy nơi khăn nông tức đây sắp xuân đi cùng dương này nơi khang bà phê hay nâng nơi khang tà dạy ní chi mô tà nạ phía phải khai đọc khai tổ lá chân năm bì phòn bà phê bấy ní con bà cha bà thê ràn thê rẽ rồi bà ấn ở lộ lục xoay nâng khơi nha khơi cà bà hoa mà nâng khó hờ ấy lần này ban phẩm ban trong cái nào trong ban mở bài càng ngày muốn đôi chi sầm rách ban phẩm ban bài sập
ប្រមួយភាគរយហើយចិត្តរួចអាភ្លឺហាយវេនឹងចេញពីពលានឈ្មោះទៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងក៏ដំណើរការបានមួយផ្នែកហើយបានចិត្តរួចដែរហើយអញ្ចឹងលឿនបាទអញ្ចឹងតើបើកពលានេះគឺជាពលានខ្នាតអន្តរជាតិអាចបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកអាចហោះហើរត្រង់ អបបាទទៅឈប់ពីណាចោះនៅពេញបើចោះនៅថៃចោះនៅកូរ៉េនៅសិង្ហបុរីទេបើសិនជាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាពីអាមេរិកមកក៏ហោះមកដល់ពីកាណាដាពីអូស្ត្រាលីឯងហោះមកដល់ដូចគ្នាពីកូរ៉េពីអីបើកូរ៉េយើងមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាចហោះត្រង់ពីកូរ៉េមកចោះនៅពលានយើងនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងមានភ្ញៀវច្រើនណាស់បាទបើយើងស្រួលដូចមុនកូវីដអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដំណើរការយ៉ាងល្អបាទហើយអានឹង សក្តានុពលដែលអាចនឹងមានវិនិយោគជាច្រើនដើម្បីមករកស៊ីនៅទីនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានការងារធ្វើច្រើនអាចរកចំណូលម្ដងម្ដងថាម៉េចឲ្យកូនយើងចំនួនក្រោយនេះបាទកូនចៅយើងល្អឲ្យកិច្ចផុតពីគ្រឿងញៀនគឺយើងល្អបាទពីអំពើបាយមុខនានាគឺយើងល្អនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំកាលណាមិនទាន់បាននេះទេយើងមាននៅតំបន់សក្តានុពលទេសចរជាច្រើនទៀត ខ្ញុំកណាខ្ញុំឃើញនៅខាងព្រៃកងកាងនេះនៅក្នុងឃុំគណាពោមិនឆ្ងាយប្រមាណនេះគុនម្ចាស់ពីនេះទៅ1000ហិកតាជាងដីព្រៃដែលស្ថិតនៅខាងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍នោះក៏ល្អដែរល្អមែនទែនក្នុង1000ហិកតានេះមាន 98ហិកតាជាដីព្រៃកងកាងមិនដឹងថាលោកតាលោកយាយបានអញ្ជើញទៅអត់ទីនោះ ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានតែឃើញស្អាតស្អាតមែនទែនហើយបើយើងរៀបចំការគ្រប់គ្រងនឹងបានល្អយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងរៀបចំឲ្យខ្លាយជាតំបន់ទេសចរមួយមានសក្តានុពលអានោះយើងនឹងមានចំណូលច្រើនបាទតែកាលណាភ្ញៀវមកគាត់សុបាយចិត្តគាត់ផ្សព្វផ្សាយយើងមានចំណូលច្រើនទី2យើងមានតំបន់សក្តានុពលទេសចរយើងដែរនៅខាងកំពង់ឃ្លាំងកំពង់ឃ្លាំងនេះក៏ល្អដែរ អំពីជីវភាពរស់នៅអំពីផ្ទះសំបានដែលក៏រស់នៅតាំងពីយូរហើយទៅមានទម្លាប់ផ្ទះបងប្អូនគឺទៅសល់វែងវែងបាទខ្ពស់ខ្ពស់នៅអមសងខាងផ្លូវក៏មើលឃើញស្អាតដែរតាមដងព្រៃសងខាងព្រៃក៏ល្អហើយភ្ញៀវឥឡូវនេះភ្ញៀវកើនទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ទេសចរហ្នឹងឃើញថាមានភ្ញៀវជាពិសេសភ្ញៀវជនជាតិ ពួកខាងរົບច្រើនជាងអាស៊ីទៅអញ្ចឹងដំណើរការល្អហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះក្រមការងារស្រុកគឺបានចុះទៅធ្វើការងារកាត់ឈើដីកាត់ឈើដីតំបន់2និងតំបន់3នេះគឺជាផែនការដីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យខេត្តនឹងរៀបចំដើម្បីកាត់ឈើដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់2ឲ្យ คล้ายមកជាតំបន់មួយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរដីពីតំបន់3ឲ្យមកជាដីតំបន់2ដើម្បីបងប្អូនអាស្រ័យផលបានអាចបង្កបង្កើនផលបានបាទតំបន់3គឺតំបន់យើងហាមឃាត់ដាច់ខាតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនណាទៅកាប់រៀនទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការលើនោះបានទេអានឹងច្បាប់យើងបានកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែករណីសូនីគមយើងនេះនៅតំបន់3គឺយើង ចំការសណ្ដែកហើយនឹងដីស្រែអញ្ចឹងចំការសណ្ដែកតាមដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំដឹងយើងធ្វើតាំងពីជំនាន់អតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកម្លេះអញ្ចឹងយើងមិននិយាយទេរដ្ឋាភិបាលលោកបានត្រៀមនឹងកាត់ឈើជូនទៅបងប្អូនជាប្រដ្ឋដើម្បីអាស្រ័យផលបើខ្ញុំកាលណាខ្ញុំដីចំការសណ្ដែកហ្នឹងទាំងសងខាងព្រែកមានរហូតដល់ជាង3000ហិកតា3000ហិកតាប៉ុនបងប្អូនធ្វើកន្លែងខ្លះចូលទៅដល់ព្រៃរបស់យើងបាទចិត្តទៅនឹងអានឹងបឹងធំរបស់យើងកន្លែងខ្លះនៅពី300ម៉ែត្រទេនិយាយពីព្រៃលិចទឹកកន្លែងជាចម្រោកត្រីពងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំកាត់100ម៉ែត្រកាត់100ម៉ែត្រដីចំការគាត់ទាំងសងខាងទាំងសងខាងដើម្បីយើងដាំដើមឈើឡើងវិញទុកឲ្យព្រៃដុះឡើងវិញកន្លែងណាអត់មានដើម្បីឲ្យ ជាចម្រុកត្រីពងកូនឡើងវិញហើយសងខាងព្រៃខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានត្រៀមដាំដើមឈើឡើងវិញជាពិសេសដាំរាំងឥឡូវនេះខាងរដ្ឋបាលជលផល
ban triêm đam chơi trong cả nhóm ban bay bòn đầm hơi càng xã cùng tết chó mà bòn đầm trong cả nhóm miền đường đáy buôn bòn đầm mà đầm bay dương triêm đầm đầm mà càng bay lên tất cả đám hay từ mục tiết trong cả nhóm đang bị cướp cho môi đang cầm bạc xa sọc cho môi đang mình trai từng ó dương đang riệp chậm đầm đầm tam khẳng lời cô ní đài vậy tất cả nát cái dương tự đầm này mà ban này thôi tam chấm hiền dương mình ai mà bây giờ thôi bán ở tề, dân miền tầm bắn tết cho mình chết cái lạnh trời, xây aquarium này nơi hàng chắc cần chắc, nắng cái dân là ở đây, ở lại nơi cái bông tai nhiều cái trận, mà dân miền xuân ca mới chết sát cần chắc nơi nơi chắc nắng đấy, mai các ba cái lạnh trời dân nơi này, tết chết đừng lấy rượu riêng ai khai đập môi nam này phải chứ, ông miền miền ai trên tờ khăn ông miền này miền cả xuân, cần mà chắc ai nhầm môn từ cái riệp chấm của phong riệp chấm phải chi mình ai bán đằng thằng ở đây buộc nhom cả nát nhom bán bán đằng 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 phải dương miên pray bọt thôm này pray chấm cái này nhà giả cùng mới đấy giả cùng bọt thôm đã sạt tầm rầy à tầm rầy đây đã ơi thưa chi một cam nâng cô cả là món ăn bàn bàn vô mà đã ở chỗ này vớt nơi pray bọt thôm này bàn này tha tầm rầy sẽ được chặt chặt tụi bây cha cha mình ai ở vô tới bầm ra sĩ ba cam đặt nhiều cái bán để bổ sắt có chẳng dây tha có tự dục cho tụi đã thay toàn đời chẳng cái lấy tí tăng đã tầm rây nâng nơi sau rồi ngay đập mùi các bà ôi rút bài thao mà chiết hay nâng khá tới hay nâng miên chùm này ở khá bà nà chô tầm mơ xua tới tha tầm lấy khá nâng mà nét tầm mơ mà đó 80 đô la đập về chân thay á khá mày dân sao miên nam miên là tầm hiếp tầm mơ thì bà nà phía chán bọt tế có tầm mơ cột chồng cột sợi lanh sát cột tơ mờ bà tơ ao chấm nay chấm rây đó miền bơ miền smile ấy chăng cái nào chăng chia khăn cá nước nhom cá nạc nhom cần là chồng bản thay em tây tam bất khâm xa tầm khăn cái này đi cứ bẹp quan tận nâng cáp sập sai mà sát đã bán sang bạch chân á đài cơ xuông đài điện là thay bị bán bàn điệp trăm bàn hay ở các lo men tên nông sang bậc cao nhé nhóm cả nạc nhóm bạn khởi thà không bị thi bá cứ sát nó cao mà thập ở đây đọc bông pua rồi bỏ sầm đạch cả là ông sao khởi chia để dỗ ra mình tây sẽ đây ti về nô bỏ sầm đạch để chỗ lục về cả cam cả là tế hay không bị thi bật mà sang vài trở ní cứ cao mà thập ở đây tiếp chấm tiêu bạn mình sầm on chia xuất tay chia thân đang nói cầm pua lục dốc chất tất đạn mình tên từ lời vì say Phật sa sơn bảo dương đi chúng nhom cả nạc nhom không niệm đạo tập ba sáu không niệm mình trai đi chia cầm lang đạo vô tình o ngày nay bất chi miền sắc đầy rì rì bầm phật ba nhom cả nạc nhom riêng cha và thiên tích chẳng tha ở bàn mình nghe miền ở ca bàn chụp cho môi năng lục ta lục dây ông miền miền thế chẳng có chia được ca ba dây về riêng nhà thoa khai khai làm bay cả tháp sạp cho ở đăng pi cái càng nghe khá để nhóm cả nạc nhóm rùm tiếng xa khả rấy bàn nâng cầm bóng ảnh vọt nâng nâng sọc là bỏ dường kỳ tì bình chấp nhóm cả nạc nhóm xôm và kênh phô bà đạc nạc thấp ở đây bà chào Adhika bà thê ra nâng thê ra cầm bà ông xôm miên phép sọc hợp hiếp lò đồng bây bàn to đắc nôm bà Phật tử sasana sasana bỏ dường ôi càng tè đi chùm ràn to riêng tư hay chun po lục sợi bờ thiên cầm xa lục ati ca cầm lang đạp vuốt trai đi ca lục sợi mi khum chỉ phải say lục ta lục dây ông miền miền cái nắp cam ca thằng o bà sôm miền sọc phìa lo nằng chơi chậm nè cướp phìa cây sôm o bạc quân sôm o quân